Chào các bạn ơi. Trước mặt các bạn là một cái máy phát cỏ TJ45 một Kawasaki. Thì hôm nay mình đã hoàn thành cho khách ở Thái Nguyên. Thì trước khi giao máy cho khách thì mình có làm một clip nhỏ để đánh thử cái máy Kawasaki TJ45E này cho các bạn xem. Thì cũng rất là nhiều bạn đang thắc mắc từ trước nay là cái máy Kawasaki TJ45 này thì đánh cỏ nó sẽ như thế nào và công suất thực tế là như thế nào. Thì trước mắt các bạn là cái máy mình đã lên khung xong. Thì khi lên khung thì cũng nhiều bạn cũng có tham khảo clip của mình và cái cách lên khung. Thì cái clip lên khung thì mình cũng đã hướng dẫn rất là nhiều rồi. Đây là cái bộ cần mềm mình đã gia cố hết lại. Thì ở đây thì chúng ta lao động cho nên là chúng ta sẽ tạo ra những cái sản phẩm mà nó sẽ mang lại cái giá trị thực tiễn lao động cao nhất chứ không phải là cái hàng chúng ta bán đi. Thì ở đây, đây là cái máy rất là chắc chắn các bạn nhé. Đây là cái máy hãng của Kawasaki. Nói thẳng là sản xuất Trung Quốc nhưng mà cái máy hãng cho nên là nó có bảo hành 1 năm và cái chất lượng rất là ổn vì mình có cho ra thị trường thử nghiệm được 2 năm nay rồi, cũng rất là tốt cho nên là cũng rất là mạnh dạn đưa ra trên thị trường. Và cái phiên bản này thì hiện nay là có cần thẳng, là chưa có đeo lưng các bạn nhé, cho nên là mình sẽ cải tiến lại thành đeo lưng như thế này. Thì các bạn có thể tham khảo thêm để cái bộ khung của nó đi theo như này, cái bộ khung như này đó. Còn đây thì hôm nay giao cho khách cho nên mình sẽ dùng một cái bộ khung, cái bộ cần của cái máy Husqvarna 143. Thì như các bạn biết, một số clip trước mình có đăng trên kênh YouTube ấy, thì mình đang dùng một cái bộ cần của anh đang dùng cái máy Husqvarna 143 chế thành đeo lưng như này, rất là nhỏ gọn mà hoạt động rất là tốt. Thì cái Husqvarna 143 này nòng 40 đánh khá là tốt rồi, bình thường thì đánh cỏ bình thường thì không dùng hết ga nhưng mà cái TJ45 này nòng còn lớn hơn. Thì ngày xưa là mình có nhiều clip của TJ53E thì nòng 44 ly chứ không phải 46 ly. Nhưng còn cái TJ45 này là nòng 42,5 ly. Đấy, cũng dùng chế hãng nguồn bồ nhá các bạn. Đấy, dùng chế hãng. Như cái này thì nó không có le gió trực tiếp như một số dòng khác mà cái này nó dùng cái le ở trong chế đây luôn này. Các bạn gạt này lên nó giật nổ, cái này gạt xuống là giật nổ rất là nhẹ nhàng, êm ái. Thì bây giờ mình sẽ đánh thực tế cho các bạn xem. Ok, bạn quay vào cái nhé. Đang quay nhé, quay trực tiếp luôn nhé. Ở ngoài kia nó sẽ có một cái nổ rất là êm các bạn ạ. Nó không chê vào đâu được. Có một cái mũ ở kia kìa, nó đeo kính rồi. Ở ngoài này có rất nhiều máy bắt cỏ nhá. Vâng. À, các bạn cứ trải nghiệm thực tế, có rất nhiều máy bắt Đấy, cỏ đến nhá. thợ đến nhà là cứ trải nghiệm thực tế thoải mái này. Đây này. Anh quên này, em bán này. Rồi ông thợ đang Đây hả, tôi đừng là tôi đừng là rất là êm á, đó là gánh hàng. Thế quả mân châu chứ. Thế quay quả mân châu đây. Không có cắt tí nào video đấy. Cũng vừa đi vừa quay đấy. Quả mân châu ấy. Sang bên này chỗ cỏ này nó vườn như này thợ khách thử nhiều quá nó hết cả cỏ rồi. Yeah.
các bạn. Lần là hết vườn rồi. Bỏ mặt trầu rồi đó. Ôi ok. Hết vườn.